Đây là Sam Ngọc Đức, cầu thủ đá cánh trái của đội khách. Pha đánh biên rất mạnh của Sam Ngọc Đức. Vào! Pha dứt điểm quá đẹp. Ngay phút thứ hai, tiếng sút mở cho đội khách. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có được thắng và tỷ số trận đấu. Pha ghi bàn hết sức bất ngờ. Tất cả đều ngỡ ngàng. Với anh Tuấn. Bàn thắng quá đẹp và thủ môn Bá Sơn đành bó tay. Đó là tình huống dứt điểm của Vũ Anh Tuấn. Vũ Anh Tuấn năm nay mới 22 tuổi. Chắc chắn sẽ là một chiếc bàn thắng không chỉ đẹp nhất ở vòng đấu này mà còn là của cả mùa giải. Pha ghi bàn rất đáng nhớ của Vũ Anh Tuấn, bàn thắng đầu tiên của anh Tuấn ở V-League 2019. Trọng Hùng và Văn Thắng đang là bộ đôi tiền vệ cánh của nhà. Đánh đầu, không vào. Pha dứt điểm của Steven. Trước khi mùa giải V-League năm nay diễn ra, Steven đã rời Hải Phòng, tìm kiếm cơ hội ở Malaysia. Tuy nhiên anh đã không thành công. Đây là tình huống mà dường như Steven đã việt vị. Quang Nam đi bóng vào trong, dứt điểm. Rất tiếc cho đội khách. Suýt nữa tỷ số đường đưa lên 2-0. Cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc của Akinade. Quang Nam đã có pha xử lý rất hay. Chuyền bóng rất chính xác. Đỗ Văn Thuận. Đánh đầu, không vào. Pha bật lên rất cao của Akinade. Tiền đạo cao đến 1m91. Trong hiệp 1, Thanh Thắng đã tỏ ra chắc chắn trong cầu môn của đối khách. Rimario. Không vào. Trọng Hùng đã có một cơ hội rất tốt. Trọng Hùng đã không thể ghi bàn thắng thứ 3 của mình ở mùa giải năm nay. Cơ hội quá đẹp dành cho Trọng Hùng. Rất đúng tầm chân để tung ra một cú đá cháy lưới. Rimario. Không được. Cú đá vào giữa cầu môn, đúng vị trí của Thanh Thắng. Akinade, sút bóng, tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0. Pha ghi bàn của Victor Mansari. Trong một tình huống lộn xộn, Mansari đã giành chân và không được lên thành 2-0. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 80, Mansari Victor. Victor Mansari, cầu thủ từng thi đấu U20 của Mỹ, đã có bàn thắng thứ 3 ở V-League 2019. Trước trận đấu ngày hôm nay, Thanh Hóa xếp thứ 4. Họ được đá sân nhà và với nhiều người lúc này thì số 2-0 cho Thanh Hóa là một bất ngờ. Pha ghi bàn hoàn toàn hợp lệ trong sự lúng túng của hệ thống phòng ngự Thanh Hóa. Mansari đã không bỏ lỡ cơ hội ở cự ly rất gần. Không bị ai kèm.
không vào. Cú đá của Akinade. Pha căng ngang của Ngô Tùng Quốc. Akinade vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới. Một tình huống căng ngang tốt của Ngô Tùng Quốc. Còn Thanh Hóa chưa có bàn thắng. Kuta Gramot. Văn Hội. Đối mặt. Tỷ số trận đấu được đưa xuống 1-2 nhưng lưới đã tung lên. Tuy nhiên không phải là bàn thắng. Pha bóng việt vị. Đình Tùng. Wow! Tỷ số là sân khách 1-2. Cánh tiền chỉ còn lại 1-3. Ghi bàn là cầu thủ mang áo số 90 Phạm Văn Hồ. Vừa rồi thì tân trợ lý Mai Xuân Hợp đã chia vui với huấn luyện viên Quang Bảo. Mai Xuân Hợp từng là trung vệ của Thanh Hóa và đội tuyển Việt Nam. Vừa rồi thì Mai Xuân Hợp đã dẫn người Thanh Hóa vô địch quốc gia. Và sau đó được bổ sung qua huấn luyện của Thanh Hóa. Đình Tùng sau khi vào sân đã chơi hết sức nỗ lực. Và Đình Tùng đã kiến tạo cho Văn Hội ghi bàn. Pha ghi bàn thứ hai của Phạm Văn Hội. Cầu thủ 25 tuổi. Ở V-League 2019. Cơ hội. Ngay lập tức tỷ số được ra bằng 2-2. Hai bàn thắng rất gần nhau. Có thể nói pha ghi bàn đầu tiên của Thanh Hóa thực sự là bước ngoặt. Khi mà đội Thú Hình chưa kịp ổn định trở lại thì câu lạc bộ Sư Thanh đã gỡ hòa 2-2. Thêm một lần lập công của Lê Văn Thắng, bàn thắng thứ 5 của anh ở mùa giải năm nay. Văn Hồi cũng góp công bàn thắng này. Cú đá mạnh bằng chân trái của Lê Văn Thắng. Bóng đã đập cầu thủ áo đỏ, bật vào lưới. Văn Thắng có thể sút tốt cả hai chân. Văn Hội. Tình huống không thể phù hợp với nhau giữa Ngọc Thịnh và thủ môn Thanh Thắng. Thanh Thắng đã băng ra. Quang Nam sút bóng. Cú đá rất gọn gàng của Quang Nam. Thành phố Hồ Chí Minh lại vượt lên dẫn bàn, tỷ số là 3-2. Pha bóng chớp nhoáng rất hay của Quang Nam. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-2. Quang Nam là vị trí đã có rất nhiều tiến bộ mang về ở đây. Quang Nam. Khi mà Thanh Hóa đang tràn đầy cơ hội, không chỉ gỡ hòa mà có thể vượt lên chiến thắng, thì Quang Nam đã dội quảng cáo nước lạnh với pha dứt điểm rất lạnh lùng và vô cùng chính xác. Cú đá cận chân. Bóng đi quá hiểm. Giữa vòng vây của ba cầu thủ áo vàng, Quang Nam vẫn tung ra được cú sút. Đây là bàn thắng đẳng cấp của Quang Nam. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có sự thay đổi nhiều. Vào sân là cầu thủ mang áo số 81 Vũ Anh Tuấn. Vào sân là cầu thủ mang áo số 9 Lê Hoàng Thịnh. Ngô Hoàng Thịnh vào sân thay cho Vũ Anh Tuấn. Đình Tùng. Quả phá bóng rất nguy hiểm. Tỷ số được xếp bằng 3-3. Pha ghi bàn hợp lệ. Trận đấu rất kịch tính trên sân Thanh Hóa. Kéo dù vậy ra.
Thanh Hóa thêm một lần bị dẫn bàn nhưng họ không nản chí. Và từ quả phạt góc của Hoàng Đình Tùng, một cầu thủ cũng tên Tùng là trung vệ Minh Tùng, đã sang bằng tỷ số 3 đều. Và ghi bàn đầu tiên của Minh Tùng ở mùa giải năm nay. Minh Tùng không thể bỏ lỡ cơ hội ở tình huống như thế này. Pha ngả người dứt điểm của Công Hiển. Và đúng lúc này trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi tiếng vào bán cuộc. Một trận đấu sôi nổi kịch tính có 6 bàn thắng đã diễn ra trên sân Thanh Hóa. Theo chúng mình ngày hôm nay dẫn 2-0, sau đó bị gỡ hòa 2 đều, họ tiếp tục dẫn 3-2.